Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn một trong những dòng khẩu trang dành cho trẻ em, giúp phòng chống bụi mịn, phòng chống các loại virus vi khuẩn xâm nhập vào trong hệ hô hấp, đó chính là dòng khẩu trang KF80 đến từ Hàn Quốc. Thưa các bạn, chúng ta đều biết rằng là hiện nay dịch bệnh, nhất là bệnh viêm phổi cấp gây ra bởi virus Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. Chính vì vậy, việc làm sao để bảo vệ cơ thể một cách khỏe mạnh nhất, ngăn chặn được các loại virus vi khuẩn này xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta là điều vô cùng quan trọng. Và nếu như các loại khẩu trang thông thường rất khó có thể làm được điều này thì với dòng sản phẩm khẩu trang KF80 Hàn Quốc đến từ Hàn Quốc thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm cho con em của mình sử dụng. Sản phẩm khẩu trang KS80 là một trong những dòng sản phẩm khẩu trang xuất xứ từ Hàn Quốc. Đồng thời, đây là dòng sản phẩm khẩu trang đã được Bộ Y tế của Hàn Quốc công nhận là có khả năng giúp lọc bụi mịn, lọc các loại khói bụi từ công trường, bụi ô tô, xe máy và giúp ngăn chặn virus vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Và với thiết kế 3D như thế này thì khi sử dụng cho con em bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi dòng sản phẩm khẩu trang này sẽ không gây bít tắc khó thở mà đồng thời sản phẩm này còn được thiết kế với lớp phin lọc 4 lớp và với 4 lớp lọc như thế này thì sẽ không có bất cứ một loại virus vi khuẩn nào có thể xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Đồng thời dòng sản phẩm khẩu trang này còn lọc được bụi mịn có độ là 2.5 PM và có thể là giúp bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Đồng thời là dòng sản phẩm khẩu trang này cũng sẽ không gây mở kính trong quá trình chúng ta di chuyển hay là sử dụng. Và với mỗi một sản phẩm khẩu trang KF80 này thì sẽ được đựng trong một chiếc túi riêng như bên tay kiểu anh đang cầm đây. Và với việc đựng trong một chiếc túi riêng như thế này thì sẽ đảm bảo vệ sinh cho dòng sản phẩm khẩu trang này. Đồng thời là với dòng sản phẩm khẩu trang này khi sử dụng cho con em các bạn hãy yên tâm vì chúng sẽ sử dụng được từ 7 cho đến 8 ngày chứ không phải là sử dụng một ngày rồi vứt đi. Với công nghệ vải không dệt, khi mà bạn sử dụng dòng sản phẩm khẩu trang KF80 này cho con em của mình, hãy yên tâm rằng dòng sản phẩm khẩu trang này nó hoàn toàn an toàn thân thiện với da mặt, thế nên là khi trẻ nhỏ dùng sẽ không xảy ra tình trạng kích ứng hay là nổi mẩn đỏ trên da của trẻ em. Quan trọng như Kiều Anh vừa chia sẻ, đây là dòng sản phẩm khẩu trang được thiết kế với mẫu mã 3D, thế nên khi sử dụng, nó sẽ tạo độ thoải mái trong quá trình dùng cũng không gây khó thở hay là gây khó chịu cho người dùng. Và với việc thiết kế như thế này, chúng ta có thể gập vào như thế này và sử dụng một cách dễ dàng. Và với dây quay đeo như thế này các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm nhé Nó sẽ không gây đau tai hay là gây chật hẹp cho trẻ em hay là cho con em của mình trong quá trình sử dụng đâu Và với dòng sản phẩm khẩu trang như thế này thì các bạn hãy hoàn toàn yên tâm Bởi nó sẽ là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho con em của mình và với tình trạng hiện tại trên thị trường đang cháy các loại khẩu trang thì Kiều Anh cho rằng để mua được sản phẩm khẩu trang chất lượng nhất, đảm bảo nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để nhận được tư vấn về dòng sản phẩm khẩu trang KS80 dành cho trẻ em. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới đây để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm khẩu trang này và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết cách sử dụng dòng khẩu trang nào để bảo vệ sức khỏe của mình cho con em mình, đồng thời là mua dòng khẩu trang KF80 này ở đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.